Bầu không khí tại Nam Bộ đang trong lành mát mẻ vào đầu ngày mới. Nhiệt độ đo được ở thành phố Hồ Chí Minh lúc này khoảng 24 đến 27 độ. Lúc này nhiều nơi đã có nắng nhẹ, dự báo khoảng một vài tiếng tới nắng sẽ lên đều và mạnh hơn. Đồng Phú là nơi nóng nhất toàn miền, dự báo mức nhiệt 34 độ vào giữa trưa. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, nhiệt độ thấp hơn khoảng 31 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ dự báo chiều tối nay mưa sẽ xảy ra trên diện rộng hơn so với hôm qua. Có nhiều nơi mưa vừa, mưa to, kèm lốc sét, gió giật mạnh. Về thời tiết trong ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo trời sẽ nắng lên từ đầu giờ chiều, nhiệt độ lúc 13 giờ là 33 độ. Chiều và tối trời sẽ có mưa dông, sau mưa trời dịu, nhiệt độ 22 giờ là 27 độ.